lan. Pì nòng thương điếp, chương trình thời sự thèn còi cầm tay của Đài Phát thanh Hà Giang phần này, khai có lệ phân tín. Tiếp lắng phân tín mời pì nòng tón nghe phóng sự. Huyện Hoàng Sophie chuyên pì nòng cần dân giúp bộ thúng tì quay tì mò lơ mà rút sở cắn, lòng quyết định thám thiết thám của Thủ tướng Chính phủ. Cắn này mời pì nòng tón nghe nội dung của chương trình. Pin hồng thường điệp văn so tham bơn thòng tỉnh ủy Hà Giang đã khai óc đang chập nà kỷ niệm bế tiếp hạ pì văn óc Đảng Cộng sản Việt Nam văn so tham bơn thòng pì xây nâng cỏ bác tham tiếp văn so tham bơn thòng pì thòng xin tiếp hạ cấp chập nà những cán bộ lão thành có này là lãnh đạo tỉnh quá lại thời kỳ là đồng chí Triệu Tề Vinh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy Vương Mỹ Vàng phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hành Cốc là tòa đàm xin hợp tòa đàm nhân viên lai cần đại ban thường vụ tỉnh ủy thường trực tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh cấp hơn cầu tiếp cán bộ lào thành có này nền lãnh đạo hạch cấu quốc tỉnh quá lại thời kỳ tố quán khảo tòa đàm chập nà kỷ niệm bế tiếp hà pi văn óc đảng cộng sản việt nam đại đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cấp lại cán bộ lào thành có này nền lãnh đạo hạch cấu quốc tỉnh quá lại thời kỳ đặt thân tam hương dâng bóc lân công khẩn chủ tịch hồ chí minh quán tượng đài Bác Hồ đặt giúp khuôn viên tỉnh ủy. Lần rút nàng chập nà truyền thống này, bí thư tỉnh ủy Triệu Tây Vinh đã lần mông tao chẳng tàng đấu tranh về vàng của đảng là đang bế tiếp hạ bìa quá. Cấp lần mưa những thắng lợi cài luồng mà cân dân nước là đã chống đẩy tàn ba lần báo quốc đảng. Chính đồng hành là còn phải trân trọng quá khứ, cấp dư đầy lại thành quả quốc cách mạng. Quá này cùng bèm bái cài luồng thân công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng bộ chính quyền cấp Pì Nòng lại dân tộc Hà Giang đã cấp đang phần phát huy đầy hà mười truyền thống vẻ vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển ốc quảng lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội. Bí thư tỉnh ủy Triệu Tây Vinh lần năm 2015 ban thường vụ cũng triển khai nhiều nội dung có ý nghĩa và quan trọng. Pì thông xin lý tiếp hà ban thường vụ đã ốc khẩu hẹp lại việc bị ý nghệ cài luồng để tỉnh chống mà bà bài báo vay tỉnh Hà Giang khai quảng lại việc hẹp đầy nhiệm kỳ báo lại việc đã đầy lai bổ ngành trung ương on mở các hẹp mà việc túc đại long bày già liền bò quy hoạch mở hẹp du lịch gắn để quy hoạch công viên địa chất công viên Phèo Đồng Văn vào đới ban kinh tế trung ương ban chỉ đạo Tây Bắc khai óc hội nghị hội thảo cấp khu vực mở hẹp kinh tế xã hội tỉnh Hà Giang gắn đới việc khai óc lễ kỷ niệm Hà Tiết Pì khai khả tàng hạnh phúc gắn với tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm hoàn thành con đường hạnh phúc vân vân. Tốc Lăng Hành Ké Sen Trình Lì ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy cốc ban tuyên giáo tỉnh ủy đã lần mưa diễn văn kỷ niệm với tiếp Hà Pì văn óc Đảng Cộng sản Việt Nam. Diễn văn đã lần mưa ý nghĩa lịch sử trong đài cúp văn óc Đảng Cộng sản Việt Nam sau tham bơn thòng vì xin ơn cỏ bác tham thiếp cấp lần đỏ đang là đáy thành lập óc mà lè bằng ngoặt cai luông đời lịch sử cách mạng lè mốc son lung tròi đời bà phát triển quốc dân tộc Việt Nam từ văn thành lập đảng hạ tầng này Đảng Cộng sản Việt Nam đã óc còn hết đầy mạc tiêu chí đấu tranh cúp phong trào công dân cấp phong trào điếp nước lợi ích giai cấp cấp lợi ích dân tộc đang thực sự lè đủ tiền phòng lãnh đạo giai cấp công dân nhân dân cấp quốc dân tộc Việt Nam đang đã lên báo cân dân chống mệnh lệnh thắng lợi cai luông mỹ ý nghĩa lịch sử cấp thời đại gắn đến truyền thống hào hùng đầy mạc của Đảng Cộng sản Việt Nam đảng bộ tỉnh Hà Giang từ văn thành lập thần khai này lúc giờ cũng ao khảo hết đầy mạc chủ trương tàng thóc chính sách quốc đảng khảo những điều kiện bi thần quốc đảng tăng tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết đảng đảng tăng dân vậy xây dựng Hà Giang văn càng phải khẩn mán mực kinh tế xã hội mán mực quốc phòng an ninh các hệ thống chính trị văn cang thờ vừng rút nà hơi chấp nà truyền thống ké Vương Mỹ Vàng phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đã lần bước kết quả của việc lãnh chỉ đạo điều hành của ban thường vụ tỉnh ủy theo hẳn việc lãnh đạo chỉ đạo tập thể ban thường vụ các thường trực tỉnh ủy lúc sơ cùng đoàn kết thống nhất ban thường vụ tỉnh ủy vẫn từng bà tối mái đã cách lãnh đạo cách hành việc hẹn đầy mạc việc kiểm tra lần báo lai cấp lai ngành đã ao khẩu hẹn nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh ao khẩu hẹn nghị quyết chuyên đề đề án chương trình thẳng thắn vì những cảm đóng góp tới ban thường vụ tỉnh ủy là cán bộ lao thành có này là lãnh đạo hệ cấu công tỉnh đã han trâm mờ pa bay khẩn của tỉnh Hà Giang quá này cũng bị đề nghị đề xuất tới ban thường vụ tỉnh ủy mời lại việc hành nghề ban thường vụ tỉnh ủy
phải tập trung lên báo thành phố Hà Giang, vẫn phải ôm thung tinh thần trách nhiệm, vậy ở thành phố Hà Giang vẫn càng phải khẩn quy hoạch lai ti vải xè, nhất là tập trung hết đai hà việc giữ thời gian môi trường, khai đấy hẳn là việc khai quảng lai chờ giúp đời tăng tình phải đại quay thần hết đai mẹ hơn. Ké Triệu Đức Thành, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang lần. Tôi nghĩ là nông thôn mới khỏi nghi lẻ hết bản làng mới lẻ cần dần phải hết phần của nhà nước lê hương ngân hứa chỉ bằng phải cần dần hết nếu tình là hết đai mẹ viết dần vần thì cần dần sẽ trung len hết đại mạc là phải lên báo hợp cân dân chắc lò là hết toàn chứ chuẩn quốc gia mới thúc lẻ của nhà nước. Tốc là hẳn là cán bộ lao thành cùng ái ban thông vụ tỉnh ủy sân vận bị tối máu đã viết giải quyết chế độ chính sách đến những cân bị công. Hết đây hà viết đào tạo thu hút cán bộ phải phục vụ hợp ba bài khẩn của tỉnh. Mẹ Trần Thị Bình, nguyên phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang lần. Thế và cái chính sách người tài thì báo cáo công chí là hiện nay chính sách ơi lòng cán bộ giỏi khả này nên mình lại cán bộ lệ tiến sĩ thạc sĩ sinh viên giỏi đã học thường lai trường ái khẩn Hà Giang hết việc xong mới bị chỉ tiêu biên chế nguyên vọng cũng phấn lại cán bộ công nhân viên chức của một con hết việc lệ ái tỉnh quay xét lại bậc quy định và cấp đình hạ cán bộ công nhân viên chức rú về lệ khăn này luật mới cấm từ khóa tiếp thí cấp tiếp hạ hạ thân khăn này tình là bị cấp đình hạ cán bộ công nhân viên chức. Lương cán bộ công nhân viên chức thì đầy nổi, xong phải thuê đơn rú. Do hẳn ái tình quay thân mưa việc này là phải ơi lòng các phải bị quy định về cấp hạ cán bộ công nhân viên chức. Chứ một khăn này, hà tiếp thân thần số tiếp thân cán bộ lại phải thuê đơn rú. Mưa viết chuẩn bị hạ đại hội đảng lai cấp, ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã nhân đầy những cảm đồng góp chân thành, cấp nghiêm túc. Kẻ Nguyễn Trần Bắc, nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy lần. Trong bất kỳ chỉ đạo nào, trong bất kỳ thứ nào. Đại hội tăng cá về chỉ đạo giờ cùng biết đầy lừa là mưa an ninh quốc phòng giúp đỡ tăng tình. Tình là phải gắn kinh tế đới quốc phòng, cấp gắn quốc phòng đới hệ kinh tế, cá mưa mưa nà của mỏ mưa hừng lì. Khen đấy hành cùng bị những cam đồng góp đới ban thường vụ tỉnh ủy, lè phái hạt đai hà mưa giải quyết việc hẹt hạ cân dần. Đánh giá lại, mưa việc hẹt là chính sách hư cân dần lên gần phải khai quảng hay kín. Mưa việc thi đua khen thưởng phải hết đầy mẹ hơn, khen thưởng 5 cân, 5 thành tích. Lần trầm bái với những tình cảm cùng với những cảm đồng góp chân thành của lại đồng chí lãnh đạo có này lấy lãnh đạo hạt cấu quốc tỉnh quá lại tề kỳ. Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã lần lo hơn mưa lại việc lại đồng chí cán bộ lao thành quan tâm. Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đần. Tôi rất bức xúc báo cáo các đồng chí. Cải cách hành chính nói mãi. Khoai cùng hành bức xúc về cải cách hành chính, môi trường đầu tư, ngân chống hoạt đầu tư, lai chương trình dự án, lẻ bi lai, xong biết chống ba đẩy và chuyển biến đàng trọng. Ghi nhận và tàu quán, mi và chuyển biến, lê la hành đẩy, cấp loa đẩy. Nhân những toàn biết hành đẩy, bị loa đẩy, để có lẽ đang rút dơ hẳn mà bé hết đầy. Khỏi đây nghỉ lẻ, bước nả sẽ tối mới mở cách chấp nả công bì, các ái xuống mười bay chấp nả, chống thời gian lai hơn về bình dựng cầm đồng góp. Đang hẳn bình dựng cầm đồng góp thẳng thắn một vật này. Các bọn khỏi sẽ giao hẳn tương cân, đời thường vụ tỉnh ủy, thường lại đồng chí đầy dự, phải mi những cách về biên thảo với những ăn khẳng. Ban thường vụ sẽ ao hẳn về giám sát, một giám sát ban thường vụ tỉnh ủy, kiểm tra giám sát ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, giám sát cũng đảng bộ lai cấp cơ sở, cấp một chi bộ khẩu hàng pì. Khoai ghi lẻ pì này là hẹt bét việc báo báo, thì văn này phải tiếp thu những cảm đồng góp này, vậy mi tối mới được cách hẹt. Chứ cứ như lòng này, Hà Giang sẽ càng chậm lại khó khăn, đỡ ba phải khẩn. Tăng cá những cầm đồng góp phần này, nếu ái giải ngân đầy, thì việc này lẻ giạc lầm. Thủ tướng cũng đã lần báo ngay tỉnh, mới để ốc nghị quyết dùng tăng thêm ngân sách. Tình là cũng đã phải khai thông tin tín dụng, hay việc đến ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại, sẽ chống ó hó tín dụng đần với đầu tư ở việc này. Xong tài thốt, lẻ cũng chập lại ăn giạc lầm. Làm việc với hệ thống ngân hàng thương mại. Muốn đấy chúng tôi tạo một cái gói tín dụng, anh đầu tư vào lĩnh vực này cho tôi, nhưng cuối cùng vẫn rất khó. Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng ái lẻ, đợi thời gian bước đà, sẽ nhân đầy và quan tâm đồng góp lại hơn, cùng lại cán bộ lao thành, có này lẻ lãnh đạo hạt cốc quốc tỉnh. Với tập thể ban thường vụ tỉnh ủy, ban chấp hành đảng bộ tỉnh, hết thưởng tăng cá lai việc, đại đảng, nhà nước của một dân dân giao hà là. Bì nồng thương điếp khám văn so thông bươn thống, ủy ban nhân dân huyện Quảng Bình đã khai khám văn nghệ toàn trong bét hiếp hạ bì văn khai ốc Đảng Cộng sản Việt Nam. Thường dự mì bí thư huyện ủy Quảng Bình Lê Quang Minh, lại cần đầu thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện,
lãnh đạo lại ban ngành đoàn thể huyện, các vị nông dân dần rút đầu huyện Thăng Trầm. Lại bài hát bài múa đời khăm văn nghệ, hát mượt đảng Bác Hồ, chào điếp bán làng nước lươn, tổn trong bí mất hoàng xuyên linh thiếp hạ, đã để lại cẩn thận từ lại cơ quan khối đảng đoàn thể, các đoàn nghệ thuật cánh đồng vàng quốc huyền triềng. Qua lại bài hát bài múa, đã lần mùa truyền thống đầy mẹ quốc đảng Cộng sản Việt Nam, lại việc đẩy hiện đầy cái luống của cách mạng Việt Nam, tờ và lãnh đạo quốc đảng đã bét thiếp hạ bí quá. Khen hàn khởi khẩn chào điếp nước và đoàn kết đã tăng dấn, vào căn đồng góp công lệnh khỏi xây dựng các xứ nước lươn. Ngắm qua mà rút sân vận động cung huyện, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang đã khai óc khăm giao lưu văn nghệ, trong đảng, trong trình bày mã thông sen tiếp hạ. Thân dự bên lại đồng chí lãnh đạo thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, lãnh đạo lại ban ngành cung huyện, cấp bì đồng cân dân đã thăng trầm khăm văn nghệ. Giúp khăm giao lưu văn nghệ, đã bên lại bài hát, bài múa để lại diễn viên truyền, cấp bi truyền, thân từ lại trường học, lai xã thị trấn, cấp đoàn nghệ thuật hương cam, vung huyền triền. Đỡ những cầm hát, lần mưa đảng, mưa bản làng đất nước, mưa trên pi máu, trong đất nước tối máu, cắm những thắng lợi cải luồng máu, đã về lại ấn tượng đầy mạc, đời trời, cân thần trồng. Nên là việc hẹt đáy khai óc, vây trong kỷ niệm bế tiếp hạ pi văn óc Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng trong bế tiếp hạ pi văn khai óc Đảng Cộng sản Việt Nam, sò tham bươn thóng pi xiên nướng cảo bác đàn thiếp, sò tham bươn thóng pi nón xiên linh thiếp hạ. Bảo tàng tỉnh Hà Giang đã khai pè chiêng mưa lại bảo ảnh để tên lòng. Đảng Cộng sản Việt Nam đại hội các loại việc để hiện đấy. Dự mì lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy, ban dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo cán bộ đảng viên lai sở, ban ngành giữ tăng tỉnh. Vài này trường thường pi nòng cơn dân phát thiếp bảo ảnh, đảng hàn mì thóng thiếp sốc bảo ảnh các tài liệu mưa đảng bộ tỉnh Hà Giang, mưa lúc khai ốc đảng, về xây dựng đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài triển lãm khai ốc từ văn sò tham bươn thóng, thẩm văn thao sốc bươn thóng pi đòn xuyên linh thiếp hạ mì thi phấn, mì ba khai ốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, các lại bài đại hội của đảng, lại việc để hiện đại quốc dân tộc Việt Nam, tạo ba lãnh đạo của đảng từ pi xuyên nướng cảo bác tháng thiếp tháng này, lại việc để hiện đại quốc đảng bộ các vị nòng là dân tộc tỉnh Hà Giang. Qua bài triển lãm này, góp phần lần trao mưa ý nghĩa các giá trị cái luống của Đảng Cộng sản Việt Nam qua bài thiếp hạ pí, hảo hẳn tư tưởng của đảng lê chủ nghĩa Mác Lê Nín, tư tưởng Hồ Chí Minh, các bài thiệu khá tàng xấu Hồ Chủ nghĩa, tờ ba lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khen hẳn áo mặc không khí luôn là cổ vũ tăng đảng, tăng quân, tăng dân rốt tình, vườn tạo hiện lại việc đầy mạc, góp phần khảo nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quốc tỉnh đã lại bị bừng ná. Ngắm qua mà trường tiểu học thị trấn Biểu Vạc, huyện Biểu Vạc đã khai ốc bài thi nòng lần truyền mưa Bác Hồ bị thông sinh đình tiếp hạ. Thân đời bài thi này, mì thiếp bé nòng học sinh từ sốc thân thiếp bì rút lại khối lớp, từ lớp ất thân lớp hạ cũng đào trường. Giúp bài thi, lai nòng đã lần mưa những căm truyền hay, mỹ ý nghĩa, mưa đức tính hy sinh vì dân, vì nước, cách thông gian dị, tiết kiệm, trả điếp nước cúc Bác Hồ. Lai căm truyền lần mưa Bác Hồ, đây lai nòng trình, chuyên cảm, xúc động. Tâu làng phân thi lần truyền, lai nòng ba thi sẽ phải bốc căm tham, khàn mưa Bác Hồ. Thường bài thi ban tổ chức đã ao lai giải ất, giải thong, giải tham hay lai nòng đầy giải. Quá bài thi cùng hứa trường tiểu học thị trấn Biểu Vạc, tròn óc, lai nòng học sinh xuất sắc, vay bài dự bài thi lân chuyển bữa bác cấp huyền đợi thời gian bữa nà. Vì thọ xuyên linh thiết thí bài ở lòng, thành niên lập thân lập nghiệp hệt kinh bài khứn, đẩy tham món tỉnh Hà Giang toàn hệt đầy miệng. Lai mô hình hệt kinh cố tham on Hà Giang thù mà đầy lai ăn bền lân, góp phần khảo ba phải khẩn mở kinh tế xã hội cơ tỉnh. Tháng này tăng tỉnh Hà Giang mi phát nương phép đi bếp mô hình hệt kín, thòng thiếp tổ hợp tác xã thành niên hệt việc đầy miệng. Về lần mở mô hình liềng đà điều giúp huyện Bắc Quảng, liềng bé giúp huyện Vị Xuyến, mô hình liềng cốp giúp thành phố Hà Giang, hàng ngân thủ nữ hà thiếp chiều mướn một bí. Đời bao cố gắng này, qua mà tỉnh đoàn Hà Giang đã mi tham cân thảo bó on hệt kín giói, để trung ương đoàn trao giải thưởng lương đình của Pi Thọ Xuyên Linh Thiếp Thí. Cùng đào pí, lại huyện thành đoàn đã vào đời lại ngành chức năng, lại tì chắc nghề khai lớp trao nghề hở nửa thi vết xuyên đoàn viên thanh niên, phần lại rút lại huyện, Vị Xuyến, Bắc Quảng, Hoàng Sư Phi, Cấp Yên Minh. Khen hẳn lần trao khóa học kỹ thuật hở thiếp sốt xuyên vay đoàn viên thanh niên, vay eo thùng phong trao đoàn viên thanh niên vay khứn,
nó việc hứa lại mối nghệ kín từ đồng lấy nà lào lang tây tùa thôn pia vì nó xuyên linh thiếp hạ tỉnh đoàn Hà Giang phần ta ơi lào lại tổ chức lại cần đá khắp nó tỉnh hứa ảo tham món hệ kín phê khứng vậy ở mà tì ính và thiên niếp để tham món cố gắng phê khứng đầy hệ kín còng văn. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập, hành kết quả tất yếu phải đấu tranh dân tộc, các đấu tranh giai cấp. Nepa khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam, các hệ tư tưởng Mác Lênin đời cách mạng Việt Nam. Sự kiện hành khai óc ba vai quan trọng đời lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu mốc son đung chòi đã khả tăng phát triển của dân tộc ta. Việc thành lập óc đảng, Nepa kết hợp của chủ nghĩa Mác Lênin đời phong trào công dân, các phong trào điếp nước của cần dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam tại óc bà giữ vai trò lãnh đạo đã phong trào cách mạng, giải quyết đến việc khủng hoảng mười tám thóc cách mạng, mười giai cấp lãnh đạo cách mạng, đầu vụ thế kỷ thông thiếp, khai óc khả tăng bá ứ, các phương hướng phát triển bá ứ, hẳn đất nước là. Và này đang xây dựng đất nước, đang đóng góp vai trò lãnh đạo, vai hẹn thưởng tăng cá lại mục tiêu, mười tả sắc tà khỏ, các an sinh xã hội. Pì nòng thương điếp mời pì nòng toàn nghe phóng sự. Huyện Hồ Sô Phi chuyên bị nòng cơn dân rút vô thùng tì quay tì mò lơ mà xuất xả cắn, lòng quyết định thả thiết thảm cố thủ tướng chính phủ. Nghị quyết thả thiết thảm cố chính phủ mở về chuyên bị nòng cơn dân rút vô thùng tì quay tì mò lơ mà xuất xả cắn rút lại tỉnh Bướng Bắc, đảo Hàn Mì tỉnh Hà Giang, đảo mà kín rút còn văn mắc hợp bị nòng cơn dân rút tì dự án. Từ bị đòn xuyên linh thiết bết, huyện Hồ Sô Phi đã hứa bác nừng thả thiết luôn để chuyên lòng tì tam rú. Lòng quyết định thán thiết thám cố thủ tướng chính phủ, rút lấy xã Pô Lô, Tụ Nhân, Thành Chù Phìn, Bản Luốc. Thằng này, kiến rút còn văn cố bí nòng cơn dân rút này đã đầy miạc, đời trời thiên điếp đã đầy khó giác mắn. Lườn A, Vương Thị Dìn, con này rút nửa bộ thùng nhất cố thốn. Bí nòng xuyên linh thiết mết, lườn A đầy hứa chuyên lòng tí rút mơ, rút thốn cán chỉ dền xã Tụ Nhân. Lúc rút nửa bộ thùng, lượn A ngam mi hà xuyên mét vùng đi nề kín, tàu ngam đám phiếu để phụ nứng gió mi mi nằm. Chỉ lòng hờ lúc hờ cùng thiểu khẩu kín từ sốc thằng pét bướn đào pí. Nghe thiểu cầm ơi lòng quốc cán bộ huyền khắp xã, lượn A chuyên lòng rút tí mơ. Đầy ngừa ngần hệ lượn mơ, để cấp đín rút cấp đín hệ kín. Kín rút còn vằn quốc lượn A đã ổn định cấp ấy khẩn bền lần. Tô làng thảm pí hệt việc, bảo đời ăn hứa của nhà nước. Thường này kiến giúp còn văn cô lợn át đã mì lại chuyên tối để miạc. Còn vì từ liền tay tố kép hệt lại nà, lượn át mì ngần thủ từ sốc thiếp thằng phép thiếp chiều mướn. Thử đẩy lại đồ cốt dùng đào lượn, các lượn lúc bày thòn thử đầy đứa. Vì thọ xuyên linh thiếp thí, lượn át đã tạc lại khỏ giác lòng tiêu chỉ mơ. A Vương Thị Dìn, rút hồn cán chỉ dền xã Tụ Nhân huyện Hoàng Su Phi lần. Nói chung thì ở trên kia thì cũng giữ hoàn cảnh khó khăn. Dù tí cao lệ chợp lại khó khăn, thằng phải mà giác, quay lây, quay nà. Tớ làng để nhà nước hỏi chuyến lòng số này, các hứa ngân vốn liền tay tùa hết lươn rú. Lệ kín rú cô lần khỏi đỡ vất vả hơn, khỏi so bèm bái đảng nhà nước hư hỏi lươn khỏi. Khăn này lươn khỏi đạt ta đầy khó giác ra. Ra chúng tôi. Gia đình cũng thoát được nghèo rồi. Thôn cán chỉ dền xa Tụ Nhân, Mỹ Hà Thiết Pét đã phát nương thán thiết pét lượn chuyên ma rút này, lòng quyết định thán thiết hàm cố thủ tướng chính phủ. Từ lúc chuyên ma rút tí mơ, mỗi lượn đã đầy dự án hư hào thóng thiết thóng chiều mướn. Đã hàn bị thóng chiều lệnh ngân chuyên lượn, thiếp hà chiều hư hệt lượn mơ, cấp hà chiều hệt nền lượn. Thường này tăng hà thiết pét lượn đã ổn định kín rút cỏng vàn. Khen hàn là lươn đào thôn để ngân hàng chính sách xã hội quốc huyện hợp lý ngân vốn về hệt kín. Thường này tăng thôn cán chỉ dền xã Tụ Nhân, mì thóng phát thiếp hạ tùa vải, chết thiếp tùa mò, nửa thóng phát tùa bé, cấp hàng phát tùa bếp tùa cây. Khảo bắp kín bên thủy hồ cần cốt bí nòng cơn dân đào thôn, để thi bác hạ thiếp cần mồi cần đào mồi bí. Ngân thú mà đẩy thong thiếp chiều mồi cần đào mồi bí, cáo thiếp bếp phân đích nổi để bề thôn thứ. Điền tam lung, tàng phải mà, trường học, trạm xả để hết mỡ. Trong bảo hệ kín các kín rốt còn văn cốt bì nồng cơn dân rốt này. Khẳng này bì nồng cơn dân đào thốn, đã các đàn chuyên tối cờ cấu mày biếc tổ liền, lòng phải hết bên hàng khái. Cùng mò lượn A Dìn,
Lượn cá lùa xuân xín rút hồn cao sơn thường xà bố lô huyền hòn sầu phỉ, cùng đà chuyên thần tì giúp mơ thử bị hòn xin linh thiết bếp. Lượn cá cùng đầy nhà nước hứa lòng nghị quyết thắng thiết hàm cố thủ tiền chính phủ, hết đầy ăn lươn đầy đứa, quảng tốt hơn tì giúp cáo, các đầy ngân hàng chính sách xã hội huyền hòn linh ngân về hệt kín. Khẳng này lượn cá mi thảm tùa vài, hạt tùa bé, các hàng chục tùa bếp tùa gáy. Ngân thú của lươn cá ươm đầy thiết thiết chiều mướn mỗi bí. Lươn cá đang cố gắng từng pa tả đầy khỏ giác mân. Ca lù sơn xín, giúp thôn cao sơn thường xa bố lô huyện Hoàng Su Phi Lân. Lên đây được nhà nước hỗ trợ được. Mà số này là để nhà nước hứa hẹn lươn giúp các bể nằm, hứa thử mò vài ma liền. Khỏi xò bèm bát nhà nước đã hứa hào lươn khói. Khả này kín giúp cô lần khỏi đã đầy miệng hơn ra. Gia đình cũng hơi khấm khá hơn được một tí rồi. Kế Đình Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pô Lô, huyện Hoàng Su Phi Lân. Qua các năm được cái chương trình của chính phủ ấy. Theo chính sách của chính phủ, lại hứa hảo lại lượn giúp bô thùng tì quầy tì mò lỡ chuyên mà giúp tì tâm. Tại ít lệ bì nòng cơn dân bề mà đầy ngay hơn. Tại thóng lên lại lan bề thòn thư sở trường. Tại thám lệ bì nòng cơn dân đầy dùng điện tam lung. Tại thi lê hở bì nòng cơn sấn, lướt bên khảy bên chép, mì cần thóc về chăm xả đầy ngay hơn. Bệnh viện đưa đi chăm xả nó được thuận lợi hơn. Dự án chép bì nòng cơn sấn mà tì tâm giúp đỡ chiến trình tham thiết hàm cốc thủ tướng chính phủ, giúp huyện nội sổ phì mì ngân đầu từ nửa thóng thiếp chết tỷ mướn. Mì ngân hệ tam bè mà, hệ trường học, điện tam lung, mướng phải nằm. Phần nữ ngân buồn đầy chấp hứa bì nòng cơn sấn hệ lần giúp. Dự án đầy hết rút lại xả, tù nhân, bản luốc, bố lô, thèn chủ phìn của huyện Hoàng Su Phi, đời nửa bát nướng tháng thiết lươn đầy hưởng. Tháng này lại lươn chiến thần tì mơ lần chương trình tháng thiết thám cố thủ tướng chính phủ, dù huyện Hoàng Su Phi đã ổn định kín rốt còn vằn. Cần hỏi cùng mì lươn mơ, mì ngân trước mọi hệ kín, lục lan đầy thần trường thòn thứ, hệ kín cùng ai hơn. Mỹ nhàng cần hà gián bị điên phía lỡ một vài bốn phốn nằm lại. Hết đầy lại việc nòng này, nó vào đầu tư của nhà nước, nhờ mỹ ba khảo của quốc lái cấp lại ngành chuyên môn quốc tỉnh cấp quốc huyện, đáng lúc hết dự án. Kế Phú Bà Việt, có phòng dân tộc huyện Hoàng Su Phi Lân. Qua các năm được cái chương trình của chính phủ. Hết quyết định tháo thiết hàm quốc thủ tướng chính phủ. Mưa khẩu hệ chương trình chuyên bị nòng cơn dân giúp vô thùng ti quay thì mở lỡ mà rút sở cắn đẩy huyện phê duyệt thằng dự án hẳn là dự án ổn định thì giúp hợp bị nòng cơn dân giúp thốn cản trì dền xã tù nhân các dự án ổn định bị nòng cơn dân giúp thải tí giúp thảm xa lệ bổ lồ thèn trừ phìn các bản luốc phòng đã lần hào ủy ban nhân dân huyện lần trao thằng lại xã giúp đỡ tí dự án để phê duyệt bình xét lại lươn đầy hứa. Qua bé còi quốc phòng dân tộc, lẻ lại lươn yên tâm huyệt kín, mì lươn rũ đầy đứa, sâu lươn khỏ nòi lông con phí, từ hà thân chết phân. Bệnh viện đưa đi chăm xá nó được thuận lợi hơn. Hoàng Su Phi mì lại bù bài lau khuối, bốn phả mì lại chân tối, kín rũ còn vàn cốt bí nồng cơn dấn, nhân lẻ lại lươn rũ nửa bù rùng nhàng khỏ khát. Chỉ lòng hẳn chủ trương chuyên bị nòng cơn dân lông tì tăm du của đảng nhà nước đẩy bị nòng cơn dân toàn hệ đầy miệng. Xong vậy hệ nghị quyết thẳng thiết hám cốt thủ tướng chính phủ để đầy miệng hơn. Từng pha áo kiến rút còn vàn cốt bị nòng cơn dân về khứng. Phải mì pa coi thằng đáy cốt lại cấp lại ngành. Nhân lại cấp ủy chính quyền huyện, đón lúc hữu hệ cơ sở hạ tầng, các hứa bị nòng cơn dân hệ kiến về khứng. Mẹ Âu Thị Ấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phi Lân. Sau 3 năm người đây thực hiện cái chương trình. Qua thảm bị hệ chương trình chuyên bị nông cơ dân mà rút tí tam đầu huyện, lệ bằng khỏi hẳn thu mà đầy lại ăn đầy nhạc. Tại ít lệ giàu huyện mỹ mỹ đín phiền lại, chỉ lòng hàn đầu tư lòng kết xén ghép, lệ ngân tá ốc nổi, hạp đầy huyện khắp hạp đầy trái ai có bị nông cơ dân. Dù huyện Hồ Sù Phỉ, mì nửa thảm phát luôn hết lòng cách sánh ghép, nào bà đầu tư của nhà nước, lệ bọn khỏi coi khỏi những tô lăng mì thần khuất từng xạ, phải mì cách hứa hảo đầy đứa. Mưa hệ kín lệ huyện hứa lại lươn chuyên tôi phê mẹ biếc, hứa mưa tựa phê. Tài thống lệ thiểu ăn lên khuất thường tí, phải hứa mưa phê mẹ biếc tổ liền hợp pi nòng cơn dân, kết lại ngân bồn linh ngân hàng, vài pi nòng cơn dân hệ kín phê khấn, áo thú ngân thú. Để bà con có cái điều kiện phát triển kinh tế gia đình,
để nâng cao cái đời sống cái thu nhập. Chờ ai kiến rú còn vần đào kín đào nung đà bên cao linh, rú lại bản làng chết vì nòng cơn dần lông tì tăm rú, khu huyện Hoàng Su Phi tỉnh Hà Giang, lòng chương trình tháng thiết hàm của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nà có mùi cơn dần đã tì dự án đã luôn là hơn. Dù này tàn lại cần đảm bảo cần xây dựng bản làng văn can rau mì. Tiếp chương trình phần này mời Pì Nàng toàn nghe phần then còi. Top then triển bài chứ Bác Hồ, cầm cú xương công trinh. Nòng thương điếp, chương trình thời sự thèn còi cầm tay của Đài Phát thanh Hà Giang thân nề Lê Thướn. Vòng bái Pì Nòng đã toàn nghe chương trình. Thương điếp chào Pì Nòng.